Hôm nay mình sẽ học món bạc hà cúc kỳ đá xay. Rất là đặc biệt nha, đây là một món rất là vừa ngon mà vừa lạ. Nó sẽ có cái mùi thơm hoàn quyện giữa bánh cúc kỳ với lại mùi thơm bạc hà, nên uống rất là đặc biệt. Đó, và nói chung nó sẽ đem lại một cảm giác rất là mới mẻ nha. Vừa mát mẻ và vừa mới mẻ luôn. Nguyên liệu chúng ta sẽ có bột frappe để làm chậm cái quá trình tách nước. Chúng ta có sữa tươi không đường, chúng ta có kem béo thực vật Rip, chúng ta có kem Topping Bay, chúng ta có bột Frapp, bột béo B1, siro trà xanh, bánh Oreo, rồi chúng ta có sữa đặc. Đó là những cái nguyên liệu cần cho cái món bạc hà cookie đá xay. Và bây giờ đầu tiên là Nhi sẽ đi vào phần làm bông kem. Chỉ có hai cách. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mấy chị mình cách đầu tiên, đó chính là cái cách làm bông kem bằng bình xịt bông kem nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn để làm cái kem tươi cho món đá xay. Thì chúng ta sẽ cần sử dụng hai cái nguyên liệu chính, đó chính là kem béo rít lùn và kem Topping Bay. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ lấy kem Topping Bay 250ml kem nha. Topping Bay 250ml. Ở đây là mình đang sử dụng bình dung tích 500ml cho vào bình luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ sử dụng 150ml kem béo rít lùn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắc cái đầu bông kem vô. Vặn chặt. Kiểm tra cái đầu này coi nó còn sử dụng tốt không? Nó có bị chặt quá không? Nếu mà chặt nó sẽ bị nghẹt khí thì nó sẽ không có ra được kem. Và ở đây mình sẽ bỏ viên gai vô. Ở đây chúng ta có gai làm kem. Chúng ta bỏ vào cái đầu này và vặn vào bình. Trong này chúng ta đã có là 250 bay và 150 kem béo rít nha. Vặn đều lên. Đó, vặn chặt vào. Sau đó lắc bình kem. Mình lắc cho đến khi nào kem nó chuyển từ dạng nước mà nó sang dạng đặc thì nữ thì lắc khoảng 100 đến 120 cái nha. Đây bây giờ mình sẽ thử coi được chưa, nó đặc rồi đó, mình sẽ thử coi nó được chưa. Rồi, ngon rồi, anh chị có thấy một cái bông kem không ạ? Đó, kem, chất kem thế là ngon rồi. Và khi dùng kem chúng ta phải lấy một cái ca, bỏ ngược cái kem này xuống chứ không có bỏ xuôi như thế này nha. Thì khi bắt kem nó rất là khó, mà chúng ta sẽ bỏ ngược xuống. Rồi, khi mà mình đã làm xong bông kem, mình lấy cái ca, mình để cái kem vào như thế này. Ca này nhỏ. Ca vừa vừa. Đó, mình để ngược như thế này thì kem nó sẽ tự động xuống dưới, đến khi mình cần lấy, mình lấy được kem liền. Và không cần phải bảo quản cái kem này trong ngăn mát đâu nha. Mình cứ bảo quản nhiệt độ thường để dùng thôi, tại ga nó làm mát rồi. Nếu anh chị bỏ ngăn mát lâu thì nó sẽ bị đặc kem, là khi mình cần lấy, mình lấy ra rất là khó khăn. Đó, chúng ta sẽ để bình kem như thế này. Và quan trọng là không bỏ trong mát, mà chúng ta chỉ bảo quản nhiệt độ thường thôi. Đó là cách làm kem thứ nhất. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cách làm kem thứ hai với máy làm kem nha. Bây giờ cách đầu tiên nãy thấy chị lắc không? Thực sự mà nói lắc thì cũng hơi mệt đó nha. Lắc bằng bình là bản thân như lắc như thế mệt và rất là nặng, cái bình nó cũng nặng nữa. Thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn cách thứ hai tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó chính là mình cũng dùng 250ml kem Topping Bay. Mình sẽ dùng tiếp 150ml kem béo rít lùn. Đó, bây giờ mình sẽ đánh lên. Đánh lên thì thời gian đánh với cái máy đánh kem ở đây á, mình sẽ đánh cho đến khi là nó bong đặc. Bong đặc tới mức mà mình lấy muỗng mình múc lên mình đổ xuống nó không rớt. Khi nào mình thảy xuống, mình vũ xuống thì kem nó mới rớt. Thì như vậy là đạt yêu cầu để chúng ta làm bông kem. Thì với cái máy công suất 1200W như đang có ở đây thì Nhi chỉ cần đánh từ 2 đến 3 phút là đã có phần kem bong đặc. Còn nếu ở nhà anh thì không có máy này, mình chỉ có máy đánh trứng cầm tay thì mình vẫn đánh được, nhưng thời gian nó sẽ lâu hơn. Thì anh chị cứ đánh cho đến khi nào nó đặc, mà tới mức mình lấy muỗng múc lên đổ xuống nó không rớt.
nên cái đồ đặc của nó là đặc giống như kem của bánh kem sinh nhật đó mấy anh chị nha, đặc giống bánh kem sinh nhật nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ bắt đầu đánh luôn. Đó, đánh rất là nhanh mấy anh chị. Đánh khoảng 2 phút là nó bong đặc lên rồi. Và nó đặc giống như kem của bánh kem sinh nhật. Bây giờ Nhi sẽ lấy ra cho mấy anh chị học viên mình xem nha. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Đây đồ đạc này, khi mình lấy cái muỗng nha, mình múc lên mình đổ xuống thì nó sẽ không có rớt. Nhưng mà khi mình thảy xuống thì nó sẽ rớt kem xuống. Đồ đạc như vậy là đạt yêu cầu. Còn nếu anh chị múc lên này mà anh chị bỏ đổ thế này mà nó rớt xuống á là nó đang bị lỏng quá. Mà nếu nó lỏng quá như vậy thì mình không bắt mông kem được. Đó, còn nếu mà mình đổ xuống mà nó không rớt và mình thảy thì nó rớt xuống là đạt yêu cầu để chúng ta có thể là bắt mông kem nha. Đây, mình sẽ chuẩn bị cái túi xịt mông kem như thế này để cho kem vào túi nha. Để cho kem vào túi dễ dàng thì chúng ta nên có những cái ca để đựng cái túi. Đó, hoặc là mình lần ngược nó ra rồi mình cho kem vô cũng được. Khi mà kem cho vào túi thì chúng ta không nên cho đầy quá, chỉ cho nửa túi thôi mấy chị ạ. Cho nửa túi thôi. Và mình sẽ buộc lại. Buộc lại thì cũng buộc cho nó đừng có sát xuống dưới, buộc ở trên ha. Để cho nó có cái phần không khí, xíu nữa mình lấy kem ra cho nhanh, cho dễ. Buộc chặt lại này. Rồi, ok. Bây giờ Nhi sẽ lấy một cái túi khác cắt một cái đầu để bỏ cái kem, cái bông kem này vô. Đây mình cho cái bông kem này vào. Được không ạ? Đó, mình cho bông kem này vào. Tiếp theo là cái túi kem của mình cũng vậy, mình cũng sẽ cắt. Rồi mình sẽ cho vào cái phần đầu bông kem. Đó, làm cách này thì đến khi mà kem của mình nó hết á, anh chị có thể thay cái túi trong thôi, còn cái túi ngoài mình vẫn dùng cái đầu bông kem này. Như vậy rất là thuận tiện nha. Rồi cho cái đầu bông kem này vô. Đây xong. Vậy là chúng ta chỉ việc xịt ra, chúng ta sẽ có những cái bông kem rất là đẹp cho món đá xay của mình. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi sang phần đá xay. Rồi Nhi sẽ hướng dẫn cả lớp mình cùng cách bắt bông kem bằng bình và cách bắt bông kem bằng túi nha. Bây giờ Nhi sẽ làm một lượt là 2 ly 500. Bởi vì là chúng ta sẽ có hai cái kiểu bông kem, một là bắt bằng túi, hai là bắt bằng bình, nên mình làm 2 ly nha. Đây, ly đá chúng ta sẽ lấy 2 ly, một ly đá gạt bằng. Đây 2 ly. 2 ly đá là dành cho hai cái món đá xay của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy các nguyên liệu nha. Về phần sữa tươi, sữa tươi thì mình lấy 40ml, mà 2 ly chúng ta sẽ lấy 80, cho vào luôn. Rồi sữa đặc. Sữa đặc của mình là mình sẽ sử dụng là 10ml cho mỗi ly. Ở đây chúng ta có 2 ly thì mình sẽ sử dụng 20ml sữa đặc. Rồi tiếp theo để mà xay cho dễ, thường á đá mình xay nhiều thì máy nó sẽ đánh khó, mà để mình xay cho nhanh cho dễ thì chúng ta cho nước lọc vô. Cứ mỗi ly chúng ta cho 15ml nước lọc thì 2 ly là 30 nước lọc nha, để cho mình xay cho nó dễ dàng mà nó cũng không ảnh hưởng tới cái việc ngon của cái món này. Rồi bánh Oreo thì mỗi ly như vậy chúng ta sẽ dùng 3 cái. Mỗi ly chúng ta dùng 3 cái và 2 ly thì chúng ta dùng 6 cái. Rồi siro trà xanh. Siro trà xanh thì mình sẽ sử dụng là 35ml cho mỗi ly, thì 2ml chúng ta sẽ dùng 70 nha. 2ml chúng rất là thơm mùi trà. Xin lỗi, siro bạc hà. Chị xin lỗi nha, siro bạc hà là 70ml. Rất là thơm mùi bạc hà luôn mấy anh chị. Thơm mùi bạc hà rất là tươi mát ha. Đặc biệt rất là ngon. Rồi tiếp theo là chúng ta cho kem béo và bột béo vào.
Kem béo thì mỗi ly chúng ta cần dùng 20, 2 ly thì chúng ta sẽ sử dụng là 40. 40. Bột béo bi quang, mỗi ly bột béo nha. Ngoài kem béo chúng ta sẽ dùng thêm bột béo để cho béo, à, hoặc là dùng lượng kem béo gấp đôi, nhưng mà mình dùng nửa kem béo nửa bột béo để cho giá vốn nó vừa phải, tại bột béo nó rẻ hơn. Thì ở đây là hai phần chúng ta dùng 40g. Đó, mỗi phần là 20g bột béo, hai phần chúng ta dùng 40. Rồi bột ráp đi. Bột ráp đi mỗi ly thì chúng ta dùng 8g. 2 ly thì chúng ta dùng 16g. Rồi xong. Thì bây giờ mình chỉ việc là bỏ máy, bỏ cái phần mà nguyên liệu đã cho vào máy, lên máy xay cho đến khi nào đá nó xay thành tuyết và nó nhuyễn là được nha. Bây giờ trước khi xay chúng ta sẽ bấm nút bun ở đây. Ở đây nó sẽ có một cái nút tên là bun, là đảo, mà mình sẽ đảo 3 đến 5 cái cho đều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm cái mức độ xay cao. Máy này gọi là máy Omniblend. Nó là máy xay đa năng, nó xay được tất cả các nguyên liệu thịt đồ này kia luôn, đậu này nó luôn. Và quan trọng nhất là nó rất là mạnh, nó có khả năng xay đá thành tuyết, thì mình làm đá xay nó mới ngon nha. Bây giờ xay mức độ cao nhất, mạnh nhất. Sau khi mình xay mà cái phần đá xay của mình nó đã mịn rồi, nó không còn đá nữa, nó mịn nó và nó đặc, thì chúng ta nhìn lại. Bây giờ chị sẽ trang trí hai cái ly mà gọi là bạc hà cookie đá xay và làm bông kem nha. Đây, bây giờ chị sẽ lấy 2 ly 500ml để trang trí ra. Thơm nó mấy gì ạ? Vừa thơm cái mùi bánh Oreo và thơm hòa quyện với mùi bạc hà, rất là dễ thương nha. Bây giờ mình sẽ cho nó ra ly nha. Đây, cái màu của nó thì nâu nâu, màu xám nha mấy anh chị nha, là do cái màu hòa quyện giữa bánh Oreo đó với lại là cái phần bạc hà. Xay đâu thì nó ra một cái màu xám rất là đặc biệt ha. Rồi sau khi mà xong được hai cái phần cá xay hấp dẫn như thế này, thơm mùi Oreo hòa quyện với mùi bạc hà rất là tươi mát nha. Thì bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cho cái phần bông kem lên. Đầu tiên là chị sẽ hướng dẫn cách xịt bông kem bằng túi. Thì cách xịt là như sau, chúng ta sẽ để cái đầu bông kem này vuông góc với mặt phẳng cần xịt, và mình sẽ xịt cách cái mặt phẳng cần xịt 1 cm. Và mình sẽ bóp kem cho ra. Và khi bóp kem mình nhớ bóp đều tay để cái lượng kem nó ra nó sẽ bằng nhau, thì cái cánh hoa nó sẽ rất là đều. Và mình sẽ bóp đi một vòng đầu tiên. Sau khi mình đi xong vòng kem đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tiếp vòng kem thứ hai, rồi đi tiếp vòng kem thứ ba, và kết thúc bằng một cái chóp ở trên là xong. Bây giờ chị bắt đầu làm nha. Đây, đó mấy chị có thấy không ạ? Không biết trên màn hình có thấy không ạ? Tuyệt vời. Anh chị mình thấy bông kem có đẹp không ạ? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn xịt bông kem bằng bình. Xịt bông kem bằng bình thì có hai cách xịt. Một là chị sẽ để cái đầu bông kem, đây là đầu to nha, đầu to nhất. Mình để vuông góc với mặt phẳng cường xịt và bóp, khi nào thành cái bông thì mình thả ra. Đó. Mình có hiểu không ạ? Bóp thẳng thôi, khi nào thành cái bông là giống cái khế thì mình thả ra. Còn cách thứ hai là chúng ta cũng làm bông kem giống như là cái bông vừa rồi. Mình sẽ đi 3 vòng. Đó, tức là chúng ta cũng đi 3 vòng kem để thành cái bông. Đó, hai cái. Thì hai cái cánh đó, nó sẽ giống và khác nhau một chút xíu, cách làm giống. Nhưng mà vì cái đầu này nó to hơn nên cái cánh hoa nó to hơn. Còn cái đầu ở đây nó nhỏ hơn thì cánh hoa nó nhỏ hơn. Bây giờ tiếp tục là chị sẽ trang trí thêm
cho cái món của mình nó xong đi ha. Chị sẽ trang trí thêm bằng siro bạc hà và trang trí thêm bằng bánh Oreo. Bây giờ mình sẽ rót siro nhưng mà ít thôi, đừng rót nhiều mà nó ngọt nha. Nó ngọt quá thì lại không ngon, chúng ta chỉ rót nhẹ một lớp mỏng, rất là mỏng thôi. Đó, trên cái nền kem của mình. Tương tự như vậy cho bên này. Một lớp mỏng, thiệt là mỏng thôi, chứ không được rót nhiều, quá đẹp luôn. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lấy bánh Oreo trang trí lên trên cùng. Và mình đã hoàn tất 2 ly bạc hà cookie đá xay. Xong rồi, mấy chị thấy có hấp dẫn không ạ? Có hoàn hảo không ạ? Tuyệt vời nha. Chúc anh chị mình sẽ thực hiện món bạc hà cookie đá xay thành công, ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống của mình hiệu quả. Hẹn gặp lại các anh chị học viên trong buổi học tiếp theo vào thứ ba tuần tới lúc 2 giờ chiều nha. Rồi chào tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.